năm năm như đầu tiên đến mình chào đón đại diện của nhà xe chúng tôi không ạ? Thưa mến, và ngay bây giờ đây thì tất cả quý vị cũng sẽ dành một tràng pháo tay nữa để cùng chào đón đại diện của khí hậu nhà gái chúng tôi. Trong ngày hôm nay thì chúng tôi có một điều rất là tiếc, đó là ông Nguyễn Quốc Việt Phong là ba tuổi cô dâu Mộng Huyền. Trong ngày vui hôm nay thì bởi vì đường xá xa xôi cho nên ông không thể nào đến đây để dự buổi tiệc trọng đại nhất trong cuộc đời người con gái của mình và chào đón tất cả quý vị khách quý. Đó là một điều mà chúng tôi rất là tiếc và chúng tôi cũng xin được cáo lỗi đến tất cả quý vị khách quý đã đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Và thay cho người ba của cô dâu Mộng Hiền trong ngày vui hôm nay đó là cậu Tư và bà Lê Thị Cẩm Nhung là mẹ của cô dâu Mộng Hiền. Chúng tôi xin được trân trọng mời cậu Tư và mẹ của cô dâu Mộng Hiền là đại diện của hai nhà gái chúng tôi. Và quý vị có thể dành cho họ nhà gái chúng tôi một tràng pháo tay thật dài có được không ạ? Trong ngày vui hôm nay thì tất cả quý vị đến đây và những cánh thiệp hồng trên tay, tất cả mọi người chúng ta đều có chung một nhiệm vụ, đó là cùng mang những gì tốt đẹp nhất, những gì hạnh phúc nhất trên đời này để chúc cho chú rể Thanh Tâm và cô dâu Mộng Hiền của chúng ta sau này sẽ mãi mãi yêu thương nhau và đặc biệt là có một mái ấm gia đình thật thành đạt. Và chúng ta cũng mong rằng những lời cầu nguyện ấy sẽ nhanh chóng thành hiện thực. Chúng ta mong sao cô dâu Mộng Hiền và chú rể Thanh Tâm sẽ dắt tay nhau đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời mình. Và sau này một mái ấm gia đình thật hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Và ngay bây giờ đây thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng thay cho những lời cầu nguyện, những lời chúc mừng tốt đẹp ấy bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt và thật dài để cùng chào đón hai ngôi sao sáng của chúng tôi trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị, đó là tăng lang Mai Thanh Tâm và tay nhân dân Nguyễn Thị Mộng Huyền. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt và thật dài để cùng chào đón đôi vị của chúng ta được không ạ? Quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật to được không ạ? Kính thưa quý vị, và đang tiến lên sân lễ kính tôi lúc này đây, đó là chú rể Thanh Tâm và cô dâu Mộng Huyền. Chúng tôi biết ơn lần thời tiết của chúng ta trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay. Trên sân lễ của chúng tôi lúc này đây, đó là đại diện của tình thông gia hai bên gia đình cũng như cô dâu Mộng Huyền và chú rể Thanh Tâm. Và cũng để đáp lại tấm thành tình mà tất cả quý vị đã dành cho hai bên gia đình của chúng tôi cũng như cô dâu và chú rể trong giờ phút thiêng liêng trọng đại này, mong lần nữa thì Liên Hoàng xin được phép thay mặt cho hai bên gia đình cũng như là cô dâu và chú rể xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả quý vị khách quý đã đến đây tham dự và dành những lời chúc thật tốt đẹp cho hai bên gia đình của chúng tôi cũng như cô dâu và chú rể. Một lần nữa xin được gửi đến tất cả quý vị những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Kính thưa quý vị, như chúng ta cũng đã biết thì kể giờ các câu đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, rượu hồng đào chưa nhắm đã say. Trong ngày vui trọng đại của đôi bạn Thanh Tâm và Mộng Huyền, chúng ta tin chắc rằng men rượu tình yêu càng thêm thấm đậm, nồng nàn và thấm thiết hơn. Nhưng ở đây chúng ta không có rượu hồng đào, chỉ xin mượn dòng thác Champagne tuôn trào mãnh liệt như tình yêu của cô dâu và chú rể sẽ dành cho nhau. Và ngay bây giờ thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng tiến đến bên bàn thắp rượu để thắp lên ngọn nến đầu tiên trong buổi lễ thành hôn. Thank you.
đã được đến với nghi thức đầu tiên trong đời thành hôn. Đó là đôi bạn Thanh Tâm và Vọng Huyền tay trong tay cùng nhau khai sự vui trong ngày cưới. Và chất lượng champagne đầu tiên đã được cô dâu của chú rể chúng ta rút đầy tám rượu. Chúng ta mong rằng chất lượng champagne này sẽ là chất lượng thắp lên sự yêu thương ngọt ngào mà cô dâu và chú rể sẽ dành cho nhau kể từ ngày hôm nay và cho bạn về sau. Cùng nhau rút đầy trong tháp rượu và chúng ta mong rằng chai rượu champagne này sẽ là chai rượu thắp lên sự thành công và thành đạt trong cuộc sống. Như chúng ta cũng đã biết thì ca dao có câu: rượu không có thủy hương mờ, thuyền không có lái lững lờ giữa dòng, mong sao nghĩa thủy tình chung, cho thuyền cập bến gương trong nghìn đời. Kính thưa quý vị, chúng ta đã được đến với nghi thức đầu tiên, đó là đôi bạn Thanh Tâm và Vọng Huyền tay trong tay cùng nhau khai sự mừng trong ngày cưới. Và ngay bây giờ thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng bày tỏ lòng biết ơn chân thành và cao cả đến với những đấng sinh thành. Đầu tiên thì xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng dâng rượu lên ba mẹ bên đại diện họ nhà trai. Kính thưa quý vị, như chúng ta cũng đã biết thì cha mẹ không chỉ là những người đã có công sinh thành dưỡng dục mà họ còn quan tâm nhiều nhất và cho chúng ta có được hạnh phúc từ lúc tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành. Trước ngày hôm nay, đôi bạn Thanh Tâm và Bảo Huyền đã thật sự trưởng thành và rất được hạnh phúc. Họ không thể nào quên công ơn cao cả như triều đình của cha mẹ. Họ muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến với những người làm cha làm mẹ bằng những lời đều thành kính nhất. Tiếp theo, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng dâng rượu lên đại diện của hai nhà gái. Xin mời cô dâu sẽ cùng dâng cho mẹ. Quý vị thân mến, thời mẹ ca dao có câu: công cha như núi Thái Sơn, người mẹ như nước trong ruộng chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đó là những câu ca dao mà đạo làm con những người chúng ta, cho dù có đi đâu, cho dù có ở bất cứ phương nào, và cho dù có thành đạt thành công như thế nào cũng không thể nào vượt được bàn tay vun đắp của cha mẹ. Vừa rồi thì chúng ta đã được đến với nghi thức tiếp theo, đó là đôi bạn cùng nhau dâng rượu đến cha mẹ. Và tiếp theo sẽ là một nghi thức nữa, đó là cô dâu và chú rể sẽ cùng chào tay nhau và uống cả ly rượu giao môi trong ngày cưới. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, và ngay bây giờ đây thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị khách quý đang có mặt tại nơi đây, chúng ta sẽ cùng nhau một lần nữa sẽ nâng ly, chúng ta sẽ cùng uống cho thật cạn để cùng chúc phúc cho tình thân gia của hai bên gia đình cũng như cô dâu và chú rể. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Quý vị có thể nâng ly và chúng ta đồng thanh đếm thật to từ 1 đến 3 được không ạ? Xin mời tất cả quý vị thân quý. Quý vị sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Kính thưa quý vị thân quý, thời mến, người đặc kể từ ngày hôm nay, hai bên gia đình của chúng tôi cũng đã chính thức có dâu hiền rể thảo. Một lần nữa xin được chúc cho hai bên gia đình ngày càng vui vẻ hạnh phúc và tình thông gia ngày càng kiên sơn, gắn bó thâm thiết và bền vững hơn. Và như những buổi chiều hôm nay thì trong hết chúng tôi xin được chúc quý vị có một buổi tiệc thật là ngon miệng. Bước sang một năm mới luôn gặp nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành đạt trong cuộc sống của mình. Xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Xin mời hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng trở về đoàn tiệc. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng nắng lại để mà chúng ta cắt bánh kem mừng hạnh phúc.